Xin chào quý vị các bạn, em ở bên nguồn máy.com. Hôm nay em sẽ làm một cái video giới thiệu cho bác sản phẩm, hai cái sản phẩm căn mát chuyên cho xe tải các bác nhé. Cái loại này là 12V 200A là dòng thường xuyên. Con này cũng là 24V dòng 200A. Thế nhưng mà 200A của xe tải nó khác với cái loại kia. Cái loại là sử dụng cầu đồng 100% các bác nhé. Đấy, hai cái này cầu đồng, hai cầu này là hai cầu mà chúng ta bắt điện bình qua đây là bắt làm mát. Hai cầu này, hai cái cầu chúng ta sử dụng điện nguồn mà nuôi để đầu bình cho vào đây. Cái này sẽ qua cái này và cắt mát phía trong. Thế chúng ta không thể lấy điện nguồn phía sau được. Phía sau này cắt mát là chúng ta đóng lại không được. Bên này cũng thế các bác nhé. Ở đây thì em sẽ làm một cái video hướng dẫn các bác. Ví dụ như đây là hai cái đầu điện nguồn này. Chúng ta nối bất kỳ. Bất kỳ nhưng mà nó sẽ có cái chiều mà quy định của bác nhé. Cái chiều bên này chúng ta nối bất kỳ, nhưng chiều này nó sẽ có một cái âm và dương. Các bác nhìn dấu cộng dấu trừ ở đây. Chúng ta nối đúng âm đúng dương. Đây vẫn tô vít đây. Âm và dương. Hai cái này là em sẽ nối mà thông giống như là chúng ta sử dụng mà khi nó cắt mát thì đóng mát thì nó sẽ sáng bóng, cắt mát thì sẽ không có. Đấy, sẽ nối trực tiếp vào đây các bác nhé. Cái này là cái thiết bị mà cắt mát mà thường mở. Đấy, tức là không có điện thì nó sẽ mở, lúc nào nó cũng mở, và khi có điện thì nó mới đóng lại các bác nhé. Em sẽ buộc đây cho các bác xem. Đấy, sẽ làm một cái vì ở đây nữa. Đây, ví dụ như là đầu bình, đây là bát làm mát. Đấy, đây thiết bị đây thì nó những cái tấm này bằng đồng 100% các bác nhé. Những tấm này bằng đồng hết nên mới chịu được cái tải cao, còn những loại vật liệu như nhôm thì không thể chịu được. Đấy, hơi lỏng, có cái kẹp thì sẽ đẹp hơn nữa nhé. Nối vào đây. Đây là nguồn nhé, đây là dương và âm. Đấy các bác, em sẽ sử dụng cái bộ nguồn đây, dùng điện 12V các bác nhé, theo đúng quy chuẩn là âm dương. Bây giờ em đã nối vào đây rồi, âm và dương đây rồi. Đấy, kết nối vào đây. Đấy, sau đó thì chúng ta bắt hai cái đầu này chặt xuống, âm và dương các bác nhé. Bộ này thì sẽ có hai cái remote. Đấy, hai cái remote. Đấy, thì khi chúng ta muốn ngăn mát thì chúng ta đóng ấn nút trên này, muốn mở mát bấm vào đây. Đấy, các bạn thấy. Đấy, tắt mở. Đấy, con này thì nó sử dụng cái lực hút nó rất là mạnh. Đấy, lực hút rất là mạnh. Cái khi mà xe chúng ta mà bật, chúng ta di chuyển bình thường thì chúng ta bật cái này thì nó không tốn điện. Đấy, khi là chúng ta tắt qua đêm chúng ta ngắt mát đi. Đấy, công suất của con này nó rơi khoảng 10W các bác nhé. Con loại này là 10W. Đấy, nó thấy đóng mở rất mạnh. Đây loại 12V và loại 24V. Đấy, tại em sử dụng cái bình này thay cho cái việc mà sử dụng xe của chúng ta mà sử dụng. Bây giờ em sẽ lắp sang con 24V cho các bác. Đấy, vẫn là điện áp mà vẫn là cái cầu đây. Tương tự. Đấy, các bác bắt chỉ cần nối vào điện hai cái điện đầu bình nuôi nó. Sau đó thì sử dụng cái cầu này, chúng ta bắt một cái cầu vào máy và một cái cầu bắt vào cái đầu sắt-xi. Đấy, rồi còn bắt mát giống như cái mát thông thường. Cái này nó giống như cái mát đóng bằng tay thôi. Nên chỉ có điều là nó sử dụng điều khiển và chúng ta không phải xuống tận nơi để đóng mát như cái loại kia. Đấy, ngồi trên xe và ở vị trí xa chúng ta có thể đóng mát bình thường. Đóng mát bình thường các bác nhé. Đấy, đóng vào như thế này, nếu bình thường là cập mát vào nhau nó sáng như thế này. Đấy, thay vì trong là nó có công tắc đó. Thì để em sẽ sử dụng cái điện nguồn. Đấy, cái này sử dụng điện nguồn 12V mà các bác chú ý xem nhé. Nó cực dương này, dấu cộng này, cực âm này. Chúng ta nối đúng cho em, nối sai nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ điều khiển, nó không điều khiển nữa, có thể cháy cái bộ điều khiển. Khi mà bật thì em sẽ bật nguồn, cung cấp nguồn cho cái này. Đấy, bây giờ là 12V, em sẽ tăng lên 24V. Đấy, mười mấy vôn nó đã chạy rồi nhưng mà phải 24V thì nó sẽ hoạt động luôn. 24V. Và đây cái remote của bên này. Đây cái remote của nó đây bác nhé. Mở này, đóng này, mở này, đóng này. Đấy, dòng cái này nhẹ điện hơn, cái này nó rơi vào khoảng độ 5W các bác nhé. 24V thì nhẹ điện hơn, 12V thì nặng điện hơn. Cái này sử dụng xe tải một bình, cái này sử dụng xe tải hai bình.
Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác có nhu cầu mà cần mua cái sản phẩm này thì liên hệ số điện thoại em ghi ở trên màn hình đấy, hoặc là truy cập vào đường link Shopee đấy của em ở dưới. Và có một đặc biệt là cái sản phẩm này như thế này các bác nhé, đấy, khi nó bật như này và chúng ta nhả ra là mất nguồn là nó sẽ mất luôn đấy, các bác nhé, mất nguồn nó mất luôn đấy. Đóng ra mất nguồn cấp là nó ngắt luôn, hai con đều giống nhau. Đây sử dụng chuyên cho xe tải các bác nhé, hai cái chân mốc này nó đúng cái vị trí mà thông thường những cầu xe tải mà thông thường đang bán thị trường, mà cái cầu mà chúng ta cắt mở vào dập này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy, cho các bác xem lại một lần nữa. Cái sản phẩm này là đã được làm rất là kỹ và bắt ốc chắc để chống nước các bác nhé. Chúng ta chú ý là dây điện này chúng ta bắt sử dụng bắt và đánh sạch cái đầu tiếp điểm vào những cộng đồng này, để cho cái này nó không, khi chúng ta đề nó không bị mo ve ở đây, không sinh nhiệt ở đây. Còn con này nó sẽ đóng hút rất là chắc.